Thư nói khi mà sân si hoặc ngã mạn của mình nổi lên thì mình làm sao chặn nó, không cho nó lên được. Khi mà sân si nổi giận lên á, em bắt ấn vô, ấn tâm muội để vô. Không bắt ấn thì để tay này lên tay kia cũng được. Ngồi cái lưng thẳng, hít vô, cái mình ém lại, cái mình thở ra, mình cứ theo dõi hơi thở. Nếu mà biết đọc chú Đại Bi á, thì mình nên đọc ba ba bài hay là bảy bài để cho cái sự mấy vị gia hộ. Còn nếu mà không đọc chú Đại Bi á, thì cứ bình thường cũng được. Thì em cứ ngồi, em cứ tịnh tâm như vậy á, thì tự nhiên riết cái thói quen của mình á, nó sẽ không còn dễ sân si nữa. Nhưng mà mình phải theo dõi hơi thở, hoặc là lấy mắt thứ ba nhìn mũi, nhìn miệng, là nhìn rúng. Còn nếu mà mình không làm cái động tác đó, cái đầu của mình nó nhảy lung tung hoài, tức như mình cột 1.000 con khỉ vô lại vậy đó, 1.000 khỉ nó nhảy trong đầu mình lưng tưng, thì mình khi mình ngồi xuống, mình thẳng lưng, mình hít thở, rồi mình cứ quán tưởng sáng tôi làm cái gì, sáng tôi thức dậy chà răng đó, mình nhớ rõ những chi tiết mình làm, tại sao mình sân si. Tự vì con tôi nó nhờ tôi giữ cháu con cho nó, mà trong khi tôi cần phải đi chùa gặp sư phụ tôi, cho nên tôi quạo, tôi chửi cho nó chặt. Thì đại khái khi mình nghĩ như vậy, cái mình chợt nhớ lại, ủa mình đi chùa là để đừng có sân si, mà trước khi đi chùa con mình nhờ mình giữ cháu mà mình đã sân rồi thì là sai. Thì lúc đó là từ từ á, mình vừa trụ lại cái tâm và đồng thời mình vừa sửa đổi, thì mình quán chiếu từng giờ từng giờ từng những việc của mình làm sai làm đúng. Nếu việc của mình làm đúng thì mình quán chiếu mình làm đúng hơn, thì mình cứ thế mà mình làm mỗi ngày thì mình không còn sân si.